có mặt tại khán đài A của sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Đài Loan Trung Quốc. Và quý vị và các bạn cũng có thể nhận thấy rằng ngay ngồi bên cạnh ngay tôi đây đó chính là vợ và con của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Hữu Thắng, đấy chính là chị Thủy. Và ngày hôm nay thì chị Thủy đã lặn lội từ Nghệ An để ra để sân để xem một trận đấu chính thức của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hữu Thắng, và chắc chắn chị sẽ có những cảm xúc, có những chia sẻ. Vâng, xin chào chị. Ngày hôm nay thì khi mà đến sân Mỹ Đình để chứng kiến trận đấu đầu tiên của chồng mình trên tư cách là huấn luyện viên trưởng thì chắc chắn chị sẽ có rất là nhiều cảm xúc. Bây giờ chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình không? Ngay lúc này thì ngồi ở trên sân này, tôi cũng như là tất cả khán giả của Việt Nam thì đều rất là vui mừng với cái kết quả ngay tại thời điểm bây giờ. Thì cái đấy nó cũng phản ánh được là cái tinh thần thi đấu của tất cả các cầu thủ, sự gắn kết với nhau, và cũng là cái niềm vui của riêng bản thân tôi vì cái một cái gì đấy chồng tôi đã làm được đến tại cái thời điểm này, đó là cái sự gắn kết tình của các cầu thủ với nhau, tinh thần thi đấu tốt. Và khi mà anh phải xa gia đình mà thì chị thấy như thế nào? Khi mà chồng tôi nhận nhiệm vụ huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia ấy, thì tôi cũng như là gia đình rất là lo lắng để làm cho một cái áp lực với cái công việc mới của chồng tôi, cũng như tất cả các phụ nữ thôi. Thì cái sự nghiệp của chồng nó cũng rất là quan trọng. Thường thì người ta nói rằng là người đàn ông là người trụ cột trong gia đình, và bây giờ thì ngược lại, khi mà anh phải xa gia đình và nhận nhiệm vụ của đội tuyển quốc gia thì chị phải là người trụ cột. Thì chị có cảm thấy áp lực nặng nề hay là vất vả gì không trong cái của việc mà lo cho gia đình và lo cho hai con? Thực ra thì bảo là trụ cột thì nó cũng hơi nhưng mà tôi nghĩ là của Việt Nam thì ai cũng có cái tính tầm cao trong cái gia đình, nó lo cho con cái. Thì tôi cũng như những người khác mà chăm lo cho gia đình, mặc dù là vất vả hơn một tí, nhưng mà với cái cố gắng làm thật tốt để cho chồng yên tâm công tác. Xin chào đã thấy rằng những cái mà anh có được ngày hôm nay là phần lớn là có gì đấy là động lực rất lớn từ gia đình. Khi mà nghe anh chia sẻ như vậy thì cá nhân chị với tư cách là người vợ, chị cảm thấy như thế nào về chồng mình, và bây giờ chị muốn nhắn nhủ một điều gì đấy với anh hay không? Tôi rất vui và rất hạnh phúc và rất tự hào. Tôi muốn nhắn nhủ với chồng là hãy yên tâm, anh có một hậu phương vững chắc sẽ cho anh yên tâm để tốt công việc. Tôi như gia đình là ủng hộ anh hết sức. Ngày hôm nay thì có lẽ anh Hữu Thắng đã có một trận đấu ra mắt đội tuyển Việt Nam thật là tuyệt vời khi mà chúng ta đã giành chiến thắng. Vậy thì ngay bây giờ cái cảm xúc của chị là như thế nào mà chị muốn gửi một điều gì đó đến anh và các cầu thủ? Tôi rất vui ạ. Mọi người với cái tinh thần tốt như cống hiến những cái pha bóng đẹp cho ủng hộ mình, đội tuyển. Xin cảm ơn chị ạ. Xin cảm ơn chị. Qua những chia sẻ của chị Thủy thì
đấu sắp tới, và cũng chúc cho rằng là gia đình huấn luyện viên Hữu Thắng, bởi vì phía sau anh có một hậu phương vững chắc như vậy, sẽ anh hãy yên tâm và cống hiến cho đội tuyển, cho đất nước, bởi vì đó cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của vợ anh và con anh, đó chính là chị Thủy.